hình bản đồ về tổng thể của các phân khu của Aqua City nha thưa quý anh chị. Thì bây giờ là Aqua City đã có rất là nhiều phân khu rồi. Và trong suốt năm 2020, đầu năm 2020 này thì chủ đầu tư tập trung chủ yếu các sản phẩm trên trên đảo Phượng Hoàng, bao gồm zone 2 này, zone 5, zone 3 và zone 6 này. Bây giờ tiếp tục mở bán những cái zone 4 và cả những cái sản phẩm bên zone 1 nữa. Và bây giờ vào giữa năm 2020, vào cuối quý 2 thì bắt đầu sang quý 3 thì chủ đầu tư bắt đầu bán những sản phẩm bên phân khu Sun Harbor 1, là phân khu chỗ bên quảng trường của Aqua City nha thưa quý anh chị. Thì đây là tổng thể của các Aqua City này, thì nó sẽ bao gồm tổng cái này là cái chỗ con thỏ này chính là Aqua City này. Sau đó là đi khu bên đảo Phượng Hoàng. Đảo Phượng Hoàng thì có tổng là 6 phân khu nhỏ nha thưa quý anh chị. Thì tổng thể của Aqua City thì nó sẽ có đâu đó khoảng cỡ 10, 13, 14 phân khu. Đấy thì hiện tại bây giờ đối với Aqua City ấy, thì các sản phẩm mới nếu như anh chị mua thì nó sẽ bên chỗ đảo Phượng Hoàng và bên Sun Harbor 1 những năm vào năm 2020 này, hay là 2021. Và nếu như anh em cái tổng thể bản đồ của bên Aqua City thì chúng ta sẽ đi vào cái đường link của cái bản đồ 3D này của Aqua City cho anh chị. Thì đây chúng ta sẽ có khu vực quảng trường này là Sun Harbor 1 này. Đấy hay còn gọi là Aqua Marina. Rồi phân khu The Suite này. Đây anh chị nhìn đấy, Sun Harbor 2 này. Phân khu The Suite này anh chị chỉ cần kích vào cái hình mũi tên này thôi. Đấy, thì anh chị sẽ đến cái phân khu này. Và anh chị muốn xem cái mẫu nhà thì anh chị chỉ nhấn nhấn xuống dưới này thôi này, mình sẽ nhìn được hai bên này. Đấy cái mẫu nhà nó sẽ như thế nào. Đó là mình sẽ nhìn thấy đây. Đường xá ra sao, mẫu nhà như thế nào. Đây là cái loại mẫu nhà 8x20 nha thưa quý anh chị. Đó. Ở đây thì nó còn có những loại sản phẩm biệt thự view sông, ví dụ đây. Đây là những biệt thự view sông này. Đấy, còn bên đối diện nó sẽ là các cái dạng song lập này, căn nhà song lập 10x20 này. Thế thì mình sẽ rất là dễ để mình có thể nhìn được những khu vực này. Đây là một sản phẩm sau này, giai đoạn sau mở bán của chủ đầu tư này. Thì cái loại này là 720 nha quý anh chị. 720 này là hồi đó bán đã là lên khoảng cỡ 9-10 tỷ rồi. Đấy này, cái này là bán từ năm 2020 này, bán sau, sản phẩm bán sau này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có sau này đấy, đây mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều đấy. Đây, các cái shop, đây là trung tâm thương mại này. Mặt sau của trung tâm thương mại là khu shop house mặt sau này. Đấy thì đây là những cái mà anh chị có thể rất là dễ này. Còn phân khu bên này chính là Elite 1 này. Cái phân khu tai thỏ bên này là Elite 2 này. Đấy rồi cái màu trắng ở bên này á, màu trắng đấy, đây mình sẽ chuyển sang Elite 2 nha. Để mình dễ nhìn hơn. Đây, cái khu màu trắng bên này là phân khu Stella đây. Evergreen 2 hay còn là The Stella. Và đây này, có khu vực này này, nhỏ nhỏ ở đây là phân khu Rainbow và Grand Villas. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhấn vào xu trong bên này thì chúng ta có thể đi đến từng phân khu, ví dụ đây này. Các cái căn biệt thự của Grand Villas này thì nó sẽ như thế này đấy. Rất là đẹp nhé. Sau này nó lên là nó đồng bộ với nhau thì nhìn rất là đẹp. Đây là các loại sản phẩm biệt thự 5 nhân 10 à 5 15 nhân 20, diện tích là 300 mét vuông đất nha quý anh chị. Biệt thự xong rồi đấy. Cái căn biệt thự ven sông đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy những căn biệt thự ven sông đấy. Đây là những cái mặt sau của những căn biệt thự ven sông nhé. Sau thì nó sẽ có cổng ra phía ngoài. Và ven sông thì nó sẽ có thêm khu công viên đường dạo ven sông này. Thế thì Aqua City nếu mà nói về các sản phẩm ở đây thì mẫu nhà nó có, sẽ có rất nhiều loại mẫu nhà từ biệt thự nhà phố cho đến shop house thì diện tích thì nó sẽ dao động từ ngang 5, ngang 6, ngang 7, ngang 8 là dòng nhà phố. Còn ngang 10 thì dòng ngang 10, ngang 12 thì là dòng biệt thự song lập, còn 10, ngang 15, ngang 18 thì là dòng biệt thự đơn lập. Đấy, còn các cái phân khu thì nó sẽ mỗi phân khu này có một mức giá khác nhau nha thưa quý anh chị. Mức giá nó sẽ khác nhau rồi chương trình bán hàng nó cũng sẽ khác nhau. Căn biệt thự bên bên phân khu Valencia này đây, các căn biệt thự này thì có mức giá dao động khoảng hơn 24 tỷ trở lên nhé. Có những căn đặc biệt thì nó dao động hơn hơn 30 tỷ, hơn 40 tỷ luôn. Đấy thì ở đây mức giá thì nó sẽ rất là khác nhau. Đấy, về tiện ích của khu vực này thì nó có rất nhiều này. Bên Valencia là đây đây cái khu vực này, đây là trường học liên cấp quốc tế này.
Rồi đây là trung tâm Aqua Arena này, đây khách sạn Novotel này. Rồi các cái khu vực khác thì chúng ta sẽ có một vài cái phân khu đây, phân khu Stella này đi. Thì bên phân khu Stella này nó sẽ có bệnh viện quốc tế nằm đây này. Đây là khu bệnh viện quốc tế này. Rồi bây giờ đi qua sân Harbour Elite 1 này thì mình sẽ có khu phức hợp thể thao này. Đây là khu phức hợp thể thao nha quý anh chị. Đấy, khu phức hợp thể thao mình nhấn ở đây mình sẽ thấy Aqua Sport Complex này. Đó. Đây là khu vực trung tâm thương mại này, khu quảng trường này. Đấy, rồi sang bên khu đảo Phượng Hoàng đi thì bên đảo Phượng Hoàng bây giờ nó cũng có rất là nhiều các phân khu và các phân khu cũng đang cập nhật thì nếu bây giờ nó chỉ mới cập nhật có chính hai phân khu chính thôi là phân khu Phoenix South và Phoenix North này thôi. Thì ở bên này thì mức giá của nó cũng có các loại diện tích rất là đa dạng, ngang 5, 6, 7, 8, 10, 12, rồi 18 nhân 20, các loại sản phẩm rất là nhiều. Thì cái mẫu nhà bên này nó sẽ khá là khác biệt so với mẫu nhà của bên bên đảo Phượng Hoàng đấy. Bên này nó sẽ sử dụng cái mẫu nhà gọi là rất là hiện đại, trẻ trung. Đấy, còn bên kia thì nó lại theo phong cách địa trung hải, tân cổ điển. Đấy, thì bên này nó sử dụng kính nhiều hơn này, sử dụng cái sự thanh thoát trong cái thiết kế nó sẽ nhiều hơn. Mức giá của các cái phân khu bên đảo Phượng Hoàng thì bây giờ hiện tại bây giờ mức giá trung bình sẽ dao động cho các loại nhà phố ngang 5, 6, 7, 8. Còn các loại biệt thự thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 13 cho đến khoảng cỡ 50, 60 tỷ nha thưa quý anh chị. Đấy, tùy tùy loại diện biệt thự song lập hay là biệt thự đơn lập view sông thì nó có mức giá khác nhau. Ví dụ đơn lập view sông đây, những căn biệt thự ven sông rất là sang trọng, rất là đẹp của Aqua City. Đấy, thì bên này đối diện nó sẽ là các loại căn nhà phố này. Đó. Thì nếu mình nhìn muốn nhìn mặt sau của căn biệt thự ven sông này, đấy, đây là mặt sau của nó nha. Đây là đường dạo ven sông này. Đó. Thì bên 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 chỗ đảo Phượng Hoàng này thì nó cũng có rất là nhiều các cái tiện ích khác nhau nữa phục vụ cư dân bên đảo Phượng Hoàng. Thì các mẫu nhà cho các anh chị thì nó phải có đến khoảng cỡ vài chục mẫu. Cốt này tập trung chủ yếu các sản phẩm mạnh nhất của nó sẽ nằm ở đây. Hãy phân khu bên Aqua Marina là cái phân khu nằm ngay đây. Vâng chị. Đấy. Đấy, nó nằm ở ngay vực này, khu vực đấy. Cái chỗ mà HB BO41 này, T14, T141, T142, SV4 này thì các khu vực này thì sẽ là những phân khu đầu tiên mở bán qua Aqua Marina. Đầu tiên thì nó vẫn là cái đợt mở bán với mức giá rẻ nhất rồi. Tại vì so trong tương lai thì nó sẽ giá của nó sẽ còn tăng trưởng hơn rất là nhiều. Đấy, thì đây là những cái chia sẻ cơ bản. Rồi, cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.